Xin chào tất cả mọi người. Trong mấy ngày qua thì mọi người cũng biết là dịch bệnh Covid Vũ Hán quay lại khá là nhanh, làm cho chúng ta thật sự là bất ngờ. Và mỗi ngày thì quý vị cũng nghe là chính phủ gửi tin nhắn, thông tin trên truyền thông đại chúng rất là nhiều, khuyên chúng ta là nên cẩn thận và phòng chống dịch như thế nào. Vậy thì cái việc của một người công dân nhỏ nhoi nhất như chúng ta làm bây giờ, đó là giúp cho chính phủ, đó là hãy bảo vệ mình và gia đình của mình bằng cách là tránh tụ tập ở những nơi đông người, ra khỏi nhà khi cần thiết, và nhớ là đeo khẩu trang và dùng rửa tay thường xuyên. Cái việc mà Hoài nghĩ rằng là mình dùng cái khẩu trang tự may như thế này, khẩu trang vải đó, cũng là một cái điều nó tiết kiệm cho chúng ta nè, bảo vệ môi trường và tránh những cái đầu cơ về giá cả như vậy. Ngoài ra thì Hoài cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người ở tuyến đầu phòng chống dịch. Họ là những người thật là anh hùng và dũng cảm đã hy sinh cho cái xã hội này. Đó là những vị bác sĩ, y tá và những người tình nguyện viên. Sau đó thì Hoài muốn chia sẻ về cái việc những người Trung Quốc mà họ nhập cư trái phép rất là nhiều trong thời gian gần đây ở Việt Nam chúng ta, thì chính phủ cũng đang ráo riết để mà tìm xem coi họ có bị đem cái lây nhiễm cho chúng ta hay không. Thì Hoài cũng kêu gọi mọi người hãy chung tay, chúng ta hãy chú ý hơn với những cái nhà bên cạnh, nhất là những cái chung cư của mình ở, để xem những người nào nói tiếng Trung hoặc có vẻ giống như người Trung Quốc thì chúng ta hãy gọi cho công an phường nơi gần nhất để họ đến kiểm tra và họ có giấy phép nhập cảnh hay không, và họ có những cái mầm bệnh lây lan hay không. Đó là cũng là một cái phần mà chúng ta hỗ trợ cho chính phủ. Thật là buồn khi mà chúng ta bị quay dịch lại như thế này. Thì thôi, Hoài chỉ biết là cầu chúc cho mọi người sẽ được bình an, cầu chúc cho chúng ta mọi chuyện sẽ vượt qua tốt đẹp, và nền kinh tế của chúng ta sẽ mau quay trở lại, chúng ta sẽ mau quay trở lại công việc thường khi của mình. Hoài xin cảm ơn rất nhiều.